Rồi, hello anh em nha. Chiếc máy này mình là xe Innova đời 2006 bản G, được trang bị là túi khí và phanh ABS. Sơn si còn rất là đẹp, xe đã được dán phim chất nhẹt rồi, máy số gầm ngon. Anh em mua về sẵn việc lên xe và đi nha. Đó, để cho anh em mình xe này chỉ có nhiêu đâu, 210 triệu còn giảm còn bớt, có giao lưu, có cho đổi, có bán góp, có cho nợ, có trao đổi xe với anh em mình luôn nha. Anh em mua về chạy vài bữa chán lên đổi xe khác nữa nha. Túp lô túp ly rất là đẹp vì là xe G anh chị nha, cho nên về xe rất là là ok. Anh em không? Vô lăng còn rất là mới nè. Túp lô túp ly đã đẹp luôn anh em không, quá đã luôn. Bản G mà, nói chung thì bản G nó phải đẹp mà. Xe được trang bị là một túi khí, một ABS đó, túi khí nè, ABS nè đó, ngon lành hết trơn nè. Anh em mua về sẵn đi đó, để cho anh em mình 210 có giảm có bớt. Đăng kiểm 8/4/2024 ha, hồ sử dụng nha anh chị nha. Xe này thì phom dáng nó đẹp, sơn si còn mới, có bảo hành cho anh em mình chạy vô tư nha. Bảo hành máy móc 3-4 tháng bình thường anh em ha. Có trao đổi xe Innova thì bên em có G, có G, có E, anh em qua lựa từ những cái đời 2006, 2008, 2007, 2009, 2011, 2012 đó, rất nhiều anh em ơi, anh em qua lựa nha. Rồi để cho anh em mình xe này 210 triệu còn giảm nữa. Anh em thích mẫu này liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 33 3371 nha. Em cảm ơn anh em mình nhiều ạ.